cho mấy phong dừa nếu nói chè cụ cho ăn với con vô sở nó nữa con nói chè nếu sở rất khó cái cụ tăng luôn ha thì cụ mà sĩ ô sẽ cụ bật lại ạ cụ cho không xử lý mua cho món cho chè cụ sĩ cho món cái lúc nào rồi nó nữa ha món cò ít lại yeast ớt lại vanilla sugar chè ít cho sugar bê tha nữa ha cho nó làm baking powder ha blau cut lên chè cho con cũng có xíu mua lại nó nữa chè cũng có cho bài lưu cho hồ lúc thay á ý ná cho món xô nữa chè ý ná cho rice flour ok nữa này ạ ý có món con đông ít làm baking powder lại yeast ớt lại vanilla sugar nè ý có ha in ra biệt thả chế mỗi cho nó lù có nữ xí tỏ ra rong cho các bạn lâu lê cho nè nàng cơ đợi nó nè giờ nếu mua lại gì nhau hữu ta sẽ cố chí xí nè giờ mẹ chỉ mua gì giờ mẹ xí lại nó là tao ta sẽ cú nhà xí lại nó này vậy lại nó là ô tô cho có chi số rong gạo cha nè blau cut lê một lù của rồi rong ấy chỉ sau một cọ chỗ mà lấy cho một quả nè họ nói giờ first step nè ok thầu cái cú mốt lưu tao ra trong lên nồi chè step thì ở chè cú yo hà ít kho cho hồ nó nè của tao ít kho nè chè cú mốt cho mù hào nè ok ít kho lên nó nè chè cú mốt cho trong đại lúa là có nó chị cũng mua blau cut lấy cho nó nè ok tao cũng mua nước lưu cho trong tay chị cũng cho lưu hao nè cũng cho lưu hao này nó ấy cứ giờ chủ nhỏ này nó dù ha lưu ta luôn lấy cho anh chị cái nữ khu ca chị ô tô cho qua ít nữ chị ý vẫn chị ô tô cho nhỏ chị ca nè thì ta chỉ nói chị rong nữa cô tôi mua số thật to là nè nữ rong này nói chị rong này giờ nữ rong này cho yogurt nè thầu cơ nữ tăng tàu uống bán bồn bao uống lên nội chế rồng nè nó này vậy thầu cơ cô giờ muốn cho họ cho lưu lâu cho hồ nội chế cô tao muốn cho nó lưu còn nữ chế xong mới cho to nhớ cho hồ khác chỗ vậy nó nè cô má mà muốn cho nó lâu cho hồ nè cơ má mà lâu cơ má mà lưu lên nó sao đây nè nhiều coi cho lên lâu tăng cho hồ chè nửa cú cú hệ chè nhiều muốn cho nhớ hồ nó ô xà này vậy thầu cũng muốn lưu tăng lên nó nè nếu sẽ rong gạo lên nó vậy nếu sẽ rong gạo lên nó chè cũng muốn nêm bù lấy ít số mỏng cho số mỏng nhân được có lúc cho sẽ nửa số là nửa nó vậy nhiều ta nửa nó chè có tàu tròn đấy cho hỏi như nửa số chè tới giờ lại lấy cho chín là thử xí à mốt lại làm cái gì thảo cũng món bu cho trong ta chị cũ sau cũng khó sẽ hở trong suốt cũng xa lên du vậy chị cũ giờ cho bài để cũ nó no này vậy nó no chị cũ cho một cho hồ cũ lúc oven á cũ cho đâu cũ lúc oven này cũ tờ tán đâu sức của chị cô chi à muốn được chi lấy chân ta sẽ của tờ tán cho cô nó số nè thế cũng muốn cho lên nó chị oven light tờ lúc tay nó xem nè chị có nó phụ kế lên nó cho hố cọ số nếu nó chị lú lú nà nà hắn nó hiện lại tay mô của tay u tay nó rộng to to tăng lên chị cũng gà cho nó lụt sáu hụt chế nè
Oh my goodness. No, no, you look out in the van keep plow. Oh, jeez. Oh, there. Don't check the dollar. Oh.